Chào các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Tấn Tài, và hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ về một cái thủ pháp để mà chúng ta phát triển cái nội dung trong bài nhạc của mình. Những đoạn nhạc phát triển dựa trên những cái thủ pháp mà những video trước tôi có chia sẻ về cách là dùng cái thủ pháp là thay đổi âm thanh hay là thay đổi về tiết tấu. Thì hôm nay tiếp theo để phát triển một đoạn nhạc thì chúng ta có thể dùng cái thủ pháp đó là về tốc độ, về nhịp độ để mà thay đổi nó, để giúp cho cái bài nhạc của mình nó có một cái sự phát triển về những cái đoạn nhạc phía sau. Đó là những cái cách mà chúng ta có thể phát triển trong cái tác phẩm của mình. Và để rõ hơn thì xin mời các bạn cùng theo dõi video này nhé, và đừng quên like và subscribe cho kênh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào màn hình để mà chúng ta phân tích về việc thay đổi tốc độ như thế nào để giúp cho chúng ta phát triển được nội dung trong một bài hát mà chúng ta chuẩn bị sáng tác, hoặc là chúng ta sáng tác được một đoạn mà bây giờ chúng ta muốn biến nó, thay đổi nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi màn hình nhé. Thay đổi tốc độ. Tốc độ làm thay đổi rất lớn đối với tính chất buồn vui của một bản nhạc. Thì ở phần này thì chúng ta có thể xem lại video nói về thủ pháp phát triển về phối hợp tiết tấu. Thì tiết tấu nó càng nhỏ, được chia nhỏ ra thì nó làm cho những cái bài nó trở nên là vui hơn, nó nhanh hơn. Còn những cái tiết tấu ví dụ như nó có rất là nhiều cái những cái nốt trắng, nốt trắng chấm vôi hay là nốt tròn, nó trở nên, nó tạo nên những cái đoạn nhạc dàn trải và nó cảm giác là nó buồn man mán. Đó là về cái việc là chúng ta sử dụng những cái tiết tấu. Thì những cái tiết tấu nó trở nên, nó làm cho về cái tốc độ trở nên nhanh hơn hoặc là chậm hơn, thì nó sẽ tạo nên sự buồn hay vui. Rồi tiếp theo là thứ hai, đó là những cái chuyển đổi về ý nhạc qua cái thủ pháp chuyển cung, chuyển thể của từng đoạn nhạc thường đi với những chuyển đổi tình cảm nội dung bài hát theo tiến trình phát triển. Cho nên chuyển đổi tốc độ nhanh hay chậm cho từng chuyển đổi đó là cần thiết. Vậy thì chúng ta để ý cái từ đó là thủ pháp về chuyển cung chuyển thể. Ở đây thì việc là tác giả, nếu mà chúng ta sáng tác có ý đồ về cái cách là chuyển cung chuyển thể, thì nó sẽ giúp cho việc đó là từ những đoạn nhạc này chuyển qua đoạn nhạc kia trong một bài của mình. Thì nó sẽ có thể là đang có chậm, đang là điệu silo, chuyển qua một cái điệu khác, ví dụ như điệu van hay là một cái điệu gì đó, nó nhanh hơn. Đó là cũng là một cách. Hoặc là đang có là nhanh, nó chuyển về một cái tốc độ chậm hơn. Thì đó là cũng cách là thay đổi tốc độ trong một bài hát. Thì chúng ta sẽ cùng xem một vài ví dụ để mà chúng ta làm rõ hơn về điều này. Thì với một cái tác phẩm Phố Núi Mùa Sương, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Linh Duy, và chúng ta sẽ cùng xem. Ở đầu bài thì tác giả viết ở nhịp là 3/8. Đây là một cái bài nhạc được viết mỗi ô nhịp nó là gồm 3 phách, mỗi phách nó là hình nốt móc đơn. Chính vì thế là trong một ô này 3 nốt móc đơn nó sẽ tạo thành là một nốt đen chấm vôi. Đó là đây là một cái ô đầy đủ, nó là nhịp 3/8, nó là như thế đây, hoặc là ô được tách rời ra là như thế này, hoặc là như thế này, một nốt đen một nốt móc đơn. Thì miễn làm sao nó đủ 3 phách, là mỗi một phách nó là hình móc đơn ấy. Nhịp 3/8 nó khác với nhịp 3/4 là chỗ về cái hình thức thôi. Cái hình thức ví dụ như nhịp 3/4 thì nó mỗi một phách của nó là hình nốt đen, còn ở đây là mỗi một phách nó là hình nốt móc đơn, nó chỉ khác về hình thức thôi, hình dáng á. Còn lại cái số nhịp thì nó giống nhau, cũng là 3 phách hết. Và chúng ta xem ở đây người ta để là điệu bottom lento. Đó. Thì với một cái để cái từ lento này thì để là cho chúng ta biết đó là chậm, chúng ta hát chậm thôi. Đó. Cái bài này bắt đầu vô là chậm. Đó là cái tốc độ đầu tiên của bài là như thế đó. Rồi ví dụ như sau này chúng ta có viết
thì chúng ta cũng phải ghi chú. Ví dụ như ta muốn là cho mình, nếu mình không để bottom cũng được, không để điều van hay là điều gì hết thì cũng được, nhưng mà mình có thể để cái tính chất là lento, là chậm, để cho giúp cho người hát người ta biết. Rồi tiếp theo nữa, chạy qua tới đây cái là nó chuyển nhịp nè, từ cái nhịp 3/8 mà nó chuyển thành cái nhịp là 2/4 qua cái điệu là slow rock. Đó. Điệu này nó sẽ nhanh hơn một xíu so với cái điệu bottom lento. Đó. Chính vì thế là nó có một cái sự chuyển cái số chỉ nhịp này, từ nhịp 3 mà chuyển thành nhịp nhịp 2, rồi từ một cái điệu là bottom lento là chậm á, chuyển qua cái slow rock. Slow rock đáng lẽ so với những cái loại nhịp khác nó cũng chậm á, nhưng mà nó so với cái bottom lento thì nó sẽ nhanh hơn một xíu, nhanh hơn một xíu thôi nha, chứ nó không phải là nó quá nhanh. Thì thường cái điệu này mà nếu bạn nào cũng đàn á thì thường nó là cái tốc độ nó tầm trung bình từ 60 cho tới tầm 68, tốc độ nó trung bình thì 63, 65 đó, thì cái tốc độ nó tempo của nó là cỡ đó đó. Rồi tiếp tục bài này nó chuyển điệu nha, rồi nhịp 24 ở đây cũng là nhịp 24 chuyển qua, nhưng mà không nắm cái điệu slow rock nữa mà chuyển qua soul. Đó, điệu này nhanh hơn cái solo rock đó, và nó chuyển luôn là tông bài luôn. Ví dụ như bài này là đang ở tông la thứ này đó, có nghĩa là đoạn trước này nó không có dấu quá và nó kết thúc đoạn nhạc nó này là ở nốt la, đây là la thứ. Nó chuyển qua từ đây, nó chuyển qua đây là trưởng, là la trưởng. La trưởng thì nó có ba dấu thăng là pha thăng, đô thăng và son thăng đó. Nó chuyển qua đoạn này. Rồi tiếp theo nữa, ở đây là nó chuyển điệu, chuyển tông nhịp 2/4, nhưng mà nó bước qua đây một cái thì nó lại chuyển qua nhịp 4/4 đó. 4/4 xong cái chỉ có ngô nhịp rồi nó quay trở lại nhịp 2/4 đó. Với một cái bài như thế này thì về cái xử lý nhịp đó, nó hơi khá là cực. Nếu mà chúng ta đánh một kèo hoặc ganh á, để chúng ta đánh bài này thì chúng ta phải cài nó tới 3 điệu để mà chúng ta xử lý tốc độ. Rồi ví dụ như cái ô này có thể là chúng ta dằn để lấy cái nhịp á, cho nó vô được cái khuôn nhịp 4/4 đó. Thì nếu mà đánh trên đàn thì cái việc nhịp 4/4, nhịp 2/4 nó cũng tương đồng nhau. Còn nếu mà chúng ta xử lý như thế thì thường là những cái điệu, những style điệu thì nó thường đánh nhịp 4/4, 2/4 thì nó cũng vậy, nó cũng đánh nhịp. Có khi thì nếu mà kỹ hơn thì chúng ta thường sử dụng những style điệu nào mà làm theo tùy loại nhịp á, nhịp 2/4 riêng, 4/4 riêng, cũng một loại sun nhưng mà sun đánh 2/4 khác, sun mà đánh nhịp 4/4 khác. Thì đó tùy vào cái người đánh đàn, tùy vào cái người tạo style điệu nữa. Còn nếu chúng ta phối nhạc á, thì nó dễ hơn, nhịp 4/4 cho nên ta làm 4/4, nhịp 2/4 thì chúng ta đánh 2/4, nó tùy. Rồi ở cuối bài thì lại là nó có cái đoạn ran, ran đây là chậm dần đó, chậm nó chậm dần, xong cái tới kết thúc cái lần tái đoạn lần thứ nhất thì lại là những ô cuối cùng 4/4. Rồi cuối cái ô, cuối lần tái đoạn lần thứ hai lại là nhịp 3/8, cuối lần tái đoạn cái lần kết là nhịp 4/4. Viết như thế này thì rất là nguy hiểm, rất là khó cho cái người đánh đàn, khó cho người hát. Nhưng mà những cái ô nhịp cuối thì cũng nói không đến nỗi. Thì chúng ta dựa trên những cái bài theo kiểu này để mà chúng ta biết về cái cách là phát triển cái thay đổi về tốc độ thôi. Còn việc chúng ta ứng dụng thì chúng ta nên ứng dụng một bài chúng ta chỉ thay đổi một lần thôi. Ví dụ như từ cái rất là chậm, từ cái điệu Boston Lento chúng ta chuyển qua cái slow rock này,
hay là bài đó ban đầu mình viết slow rock chuyển qua xuôi, từ cái tông, từ cái nhịp chậm chuyển qua nhịp cái tốc độ hơi nhanh, rồi chuyển từ cái la thứ mà chuyển thành la trưởng, đó, chuyển cung luôn, chuyển cung chuyển điệu luôn. Đó là cái cách mà chúng ta để làm tham khảo, để mà chúng ta biết để mà mình biến đổi. Và tiếp theo chúng ta xem một cái ví dụ thứ hai, đó là bài Xuân Thừa, đây là sáng tác của nhạc sĩ Lâm Duy. Và bài hát này đầu tiên thì tác giả cũng viết ở nhịp 24 và với một cái tốc độ đó là xì lô là chậm đó. Thì đoạn đầu vô thì chúng ta hát chậm thôi, xì lô mình có thể đánh xì lô rock rồi. Và bài này được chuyển qua lần thứ hai, đó là từ cái chỗ đoạn này thì chuyển qua cái nhịp, đó là nhịp 3-4 đó, chuyển qua nhịp 3-4 và điệu là điệu van đó, allegretto. Đây là điệu van chậm thôi, mình đánh không có quá nhanh, có nghĩa là từ chậm mà lên van mà không nhanh nha, tại van mà nó đúng của nó tốc độ cũng khá là nhanh, còn van này van chậm thôi thì nó vẫn nhanh hơn van chậm, nhưng mà nó vẫn nhanh hơn điệu silo, còn đúng cái van nó thì rất là nhanh. Thì tempo mà van nhanh thì trung bình từ 110 cho tới 130, có khi có những bài 140 nó đánh với tốc độ van, có những bài nhanh khủng khiếp là van tới 180. Thì bài này thì tác giả chỉ chuyển điệu 2 lần, có nghĩa là từ đầu á, đầu bài thì là xì lô và cái sau đó là điệu điệu van đó. Thì đây cũng là một cách để cho chúng ta có thể mình học hỏi mình bắt chước, nhưng mà cái này thì chỉ chuyển về cái tốc độ là tiết tấu về điệu thôi, không có chuyển về cái tông. Ví dụ như bài này vẫn giữ nguyên một tông cho tới hết bài, đó là si thứ. Bài này được viết ở cái tông si thứ, là chúng ta nhìn ở đầu thì nó có hai dấu than, một nó là pha than, hai là đô than, hai là tông si thứ, còn tông trưởng song song của nó là re trưởng. Rồi chúng ta sẽ xem tiếp một cái ví dụ thứ ba. Đây là bài Hòn Vọng Phủ 3 của nhạc sĩ Lê Thương, bài này khá quen thuộc. Và đây là chúng ta thấy mới đầu vô bài này là gôn là rất chậm, cái tốc độ này nó rất chậm. Cái lento nãy chúng ta nghe là nó nhanh hơn thằng la này ha, nhanh hơn cái la gôn này một một xíu, cho nên la gôn này là chậm, rất chậm luôn. Rồi tới từ đây mà chuyển qua đây thì nó chậm nhưng mà nó vẫn vẫn nhanh hơn thằng kia một xíu đó. Rồi tiếp theo chúng ta xem tới hết bài là vẫn giữ cái tốc độ như thế đó, vẫn giữ nguyên tốc độ cho tới hết bài luôn, chỉ có một cái đoạn đầu nó chuyển qua một xíu thôi đó. Thì đây là những cái bài mà mẫu để mà giúp cho mình để ý vào những cái ký hiệu nhạc để chúng ta có thể mình ghi vào. Ở đây thì có thể là mình ghi bằng những cái từ như thế này, còn nếu không thì chúng ta có thể ghi chậm, chậm vừa, hay là vừa phải, hay là tha thiết gì đó, mình có thể mình ghi bằng tiếng Việt cũng được, không sao. Thì tại ca khúc mình viết ca khúc, cho nên là những cái ca khúc lời Việt mình viết bằng tiếng Việt luôn cũng được. Còn những ca khúc mà mình viết về nhạc khí, hay là những ca khúc mà mình viết cho mà theo cái kiểu quốc tế một xíu đó, thì mình sử dụng những cái từ ngữ như thế này, thì ai đó sử dụng thì cũng có thể biết được, có nghĩa là không phải người Việt Nam mà người nước ngoài cũng có thể đọc nhìn vô biết được những cái ký hiệu mà có thể xử lý đúng cái tính chất bài mà chúng ta sáng tác. Vừa rồi thì ta vừa chia sẻ với các bạn về một cách, đó là về thủ pháp phát triển những đoạn nhạc, về cái thay đổi tốc độ. Thì qua đây thì chúng ta có những cái thắc mắc gì
thì vui lòng để lại comment phía dưới video và đừng quên like và subscribe cho kênh, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau về những cái thủ pháp phát triển những cái đồng nhạc, nó còn nhiều cách và nhiều thứ nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.